Luyện bổ bây giờ hả? Đúng vậy. Không đứt cười. Thế Tôn một mực coi Đại Ca Diếp là một người bạn tốt, không phải chỉ là một đệ tử. Những chuyện thâm sâu ở trong nội tâm của Thế Tôn mà những đệ tử khác không biết, chỉ có Đại Ca Diếp là hiểu rõ. Sự tin tưởng sâu đậm và tình bằng hữu giữa hai người 40 năm nay chưa bao giờ thay đổi. Vào năm Thế Tôn được 80 tuổi, đã đem hết những giáo nghĩa truyền lại cho A Nan và Đại Ca Diếp. A Nan nghe qua hết những thuyết pháp của Thế Tôn lại ghi chép xuống. Còn Đại Ca Diếp cũng giống như là một Thế Tôn thứ hai, đích thân truyền bá giáo nghĩa. Phật giáo có thể truyền được tới đời sau, phần lớn là nhờ công lao của hai người. Đây cũng chính là dụng tâm của Thế Tôn năm xưa. Không lâu, Thế Tôn đã ở giữa hai cây sa la trong rừng Kothilala, đã nằm xuống và chút hơi thở. Vừa lúc Đại Ca Diếp trên đường lữ hành, nghe được tin này đã lập tức dẫn rất nhiều đệ tử vội vàng tới Kothilala. Mệt chết đi thôi, để cho ta nghỉ ngơi chút có được không? Hành giả, xin hỏi ông đã từ đâu tới? Câu thi là la. Như vậy, xin cho tôi hỏi, ông có nghe được tin tức liên quan tới sư phụ của tôi là Thế Tôn hay không? 7 ngày trước, ngài đã bỏ đi rồi. Hả? Hả? Hôm nay phải cử hành tang lễ. Đó qua này tôi cũng đã hái về từ đó, xin cáo từ. Các người cần gì phải đau lòng như vậy chứ? Từ nay về sau, ông ta cũng không còn ra lệnh cái này cái kia nữa. Vậy thì sau này chúng ta sẽ tự do rồi, thật là thoải mái vô cùng. Nè, ta nói vậy có đúng hay không hả? Hả? Xin lỗi nghe, khi nãy tôi đã nói sai rồi. Tha cho tôi đi, Đại Ca Diếp à. Đại Ca Diếp tha tôi đi. Tha tôi đi, Đại Ca Diếp à. Đại Ca Diếp tha cho tôi đi mà. Đại Ca Diếp, tha cho tôi đi, tôi lỡ lời mà. Ở phía Kothilala, nhóm người của A Nan muốn nổi lửa để thiêu quan tài, nhưng mà dù có đốt thế nào cũng đốt không cháy. Đại Ca Diếp đến rồi. Sư phụ, con ở trong thời khắc này đã được tái sanh. Bắt đầu từ đây về sau, con sẽ không đơn độc để mà hưởng thụ cái đạo lý này nữa. Con sẽ giống như là mặt trời, tự đốt nóng bản thân, sẽ duy truyền bá Phật pháp tới đời sau mà cố gắng. Xin ngài yên tâm mà đi đi, con nhất định sẽ làm tròn trách nhiệm của mình. Sư phụ ơi.
Đã cháy rồi kìa. Đã cháy rồi, đã cháy rồi. Thế sự thay đổi. Trên đời không có gì là không thay đổi. Vạn vật từ sanh đến tử, từ tử đến sanh. Trong sự yên tĩnh này, ta đã tìm được một sinh vật bất biến. Các đệ tử của ta, sau này hãy dựa vào chính bản thân, hãy dựa vào Phật pháp. Chín mươi ngày sau đó, Đại Ca Diếp đã ở trong hang Thất Diệt, đã tụ tập được 500 đệ tử của Thế Tôn. Trong số này có thể nhìn được hình ảnh của Bạc Đà, cũng chính là Minh Kiến Ni của hôm nay. U Ba Nan Đề, hả? Ông cũng vào trong đi. Tôi hả? Tôi cũng được sao? Nếu như không có ông và Thế Tôn, ta không có ngày hôm nay. Có thể cũng giống như ngày xưa, chỉ là một người chỉ biết một mình hưởng thụ sự trầm mặc của kẻ tu hành. Bây giờ ta mới có thể triệu tập mọi người lại để mà phiên tập kinh điển. U Ba Nan Đề à, công lao của ông thật là lớn. Hả? Thật xin lỗi nghe. Cảm ơn ông nghe. Cảm ơn nhiều. Và như vậy, Đại Ca Diếp đã được sự giúp đỡ của nhóm người A Nan. Vì đã truyền pháp cho tới đời sau, bắt đầu triển khai một đại hội phiên tập kinh điển. Đó cũng gọi là kinh điển tập kết. Đại Ca Diếp và U Ba Nan Đề cũng có thể nói là một cái duyên phận.